Tám chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ đi câu rau nhút các bạn ơi. Tính đi Bình Dương mà hôm nay mưa quá không đi được, cho nên mình đành phải đi vòng vòng ở Hóc Môn mình thôi. Nãy mình có đi dạo qua một vòng rồi, thấy có mấy cái lỗ cá nó đang gom các bạn. Hôm nay đám rau nhút này thì nó mới xịt thuốc cách đây khoảng tuần lễ 10 bữa gì đó, mà hôm nay mình thấy cá bắt đầu nó gom nó nhoi nha các bạn, mới quấn móng cá bự kìa. Hôm nay là cá nó gom rồi. Hôm nay hổm rày chắc anh em cũng ít câu đám này cho nên không thấy bóng dân câu mình. Tại cái rau nhút này nè các bạn, chúng ta khi nó cá mà bắt đầu nó rộ lên á, thấy người ta câu nhiều quá là chủ rau thường người ta sốt ruột. Không phải người ta tiếc con cá mà là do con cá mà nó lên nhiều quá cái nó ăn hết bèo á. Nó ăn hết rễ rau của người ta, cho nên người ta thường là người ta thuốc hết rồi các bạn. Cho nên là mình dân câu là mình nhiều khi mình thấy con cá nó chết á, với lại mình thấy nó thuốc cá mình câu cũng được á, nhiều anh em cũng bức xúc. Nhưng mà nói gì nói chứ trong cuộc sống mà ai cũng phải lo cuộc sống của họ các bạn. Mình câu vui thôi, còn khi con cá mà nó nhiều quá cái rau của người ta làm không được, thấy cũng sót lắm. Thôi thì bây giờ không nói nhiều nữa. Hôm nay mình đi thì câu rau nhút, mà các bạn lưu ý nha, mình quýnh rau nhút là mình phải có cần 10 mét nha các bạn. Tại vì thường con cá khi nó chưa bẫy nó còn làm ổ sát bờ. Nhưng mà mỗi ngày khi mà chúng ta câu bữa nay, ví dụ qua bữa nay đúng không, qua ngày mai là con cá nó sẽ đi xa ra ngoài một chút. Cho nên là khi các bạn câu rau nhút là các bạn lưu ý là phải có cần từ 9 tới 10 mét trở lên nha các bạn. Chứ dưới nữa là các bạn khó câu lắm. Cá bây giờ cái người câu thì nhiều mà cá thì nó ít, cho nên con cá bây giờ nó rất là khôn các bạn. Khi chúng ta câu một bữa hai bữa thôi là nó ra ngoài nó nằm hết rồi, mà với lại gần bờ cá nó nhát lắm. Thôi mình đang soạn đồ ha, giờ nãy mình ra mình thấy cái lỗ rồi, mình thấy cái lỗ cá nó nằm rồi, cũng mới gì tới rồi, mình đi một vòng rồi mới thấy cái lỗ nó nằm rồi. Bây giờ anh em chờ mình soạn ha. Rồi cái cần mà 10 mét hay 9 mét, nói chung là những cái cần carbon xịn á, cần mà càng xịn thì nó cần phải độ nhẹ nha các bạn, càng dài thì cần phải có độ nhẹ. Và nếu mà anh em mà chưa biết cái thông tin về cái chỗ mà nó bán á, thì họ cũng có một số anh em nhắn tin hỏi mình á, là cái điểm bán mấy cái gần xịn đó. Thì trong cái clip tới thì mình sẽ tư vấn, sẽ làm rất là nhiều clip về cá sặc. Cá sặc này nếu mà các bạn làm clip đó nha các bạn, cái chắc cũng phải từ 3 tới 4 clip trở lên nó mới hết được nha các bạn. Thôi thì cái sau này mình sẽ chia sẻ, mình sẽ cho điện thoại, số điện thoại của những cái anh em mà bán cái cần câu xịn đó. Rồi các bạn cứ theo đó mà. Đường về mà mấy ông xe cỏ nó chạy hay quá. Rồi bây giờ mình đi thôi nha các bạn. Cái vị trí này thì mình không biết là mình sẽ chụp cái vệ tinh. Mình thấy có một số anh em người ta cái gì chụp vệ tinh gì đó, định vị hay là bỏ mốc bỏ gì đó. Hay lắm, mình cũng muốn chia sẻ cái vụ đó cho các bạn, nhưng mà mình không biết các bạn ơi. Thôi thì để chút nữa mình sẽ, nếu mà có cá ăn cá thì chắc chắn là có, mình nhìn là biết là có. Nhưng mà nếu nó ăn á, tại vì mình sợ nó còn đang say thuốc, nếu mà nó ăn á thì mình sẽ chia sẻ cái vị trí rõ ràng, cái tuyến đường ha, ở cái xã nào của cái huyện Hóc Môn này, rồi khi đó các bạn cứ theo đó nha. Còn nếu như mà mình cái gì đánh dấu cái gì trên bản đồ á, nếu mà mình học mình về mình nghiên cứu nếu mà được á, thì mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn ha. Rồi mình tiến hành thôi các bạn ơi, giờ này cũng trưa rồi. Mình tính là mình sẽ đi các điểm cũ nha các bạn. Ở đây có cá lớn, cái đám này thì mình câu cũng rất là lâu rồi, có cá lớn đó. Nhưng mà cá lớn đó, các bạn biết rồi, mấy cái đám này giờ nó cũng bẫy lắm rồi, để câu được mấy cá lớn này cũng chua lắm các bạn ơi. Nên là bây giờ là mình sẽ vô câu rồi có không có gì mình chia sẻ cho các anh em coi ha. Cá nó cũng nhiều nè các bạn. Các bạn thấy cái lỗ này nha, cái lỗ này cá nó còn đang lú mỏ nhiều lắm. Hôm nay chưa ai câu hết. Cái này theo như mình biết thì từ hôm mà nó xịt thuốc đến nay là chưa ai câu đám này nha các bạn. Ngoài kia nó cũng có một cái lỗ nằm một thuốc ở ngoài kia kìa, nhưng mà ở ngoài đó dài quá đó, các bạn thấy không? Từ ở trong này ra đó khoảng chừng 20 mét nha các bạn. Ở ngoài đó cũng có. Đây nè, cái lỗ này là chắc chắn là có cá sặc nha các bạn. Mình mới thấy cá sặc nó lên nó quặn này, cá này cái bầy này
Các bạn câu rau nhút đó, các bạn lưu ý nè ha. Khi người ta tạt thuốc cái rau nhút á, người ta tạt thuốc hết rồi à, cách khoảng chừng tuần lễ, tuần lễ nha các bạn, tuần lễ khoảng chừng tuần lễ tới 10 bữa, khi mà cái lượng cá thuốc người ta tạt á, cái con cá nó, một số con cá non là nó chết, nó chết rồi, một số con cá lớn đó, nó còn lại, nó không chết được nha các bạn. Cái lớn thì nó không thấm, bắt đầu nó gom lại một cục. Những con cá lớn đa số là nó sẽ gom lại, nó sẽ gom lại một lỗ, một vùng đó. Và khi đó những cái con cá lớn đó, nó gom lại thì chúng ta rất là dễ câu nha các bạn. Những cái con mà các bạn nên nhớ rằng là những cái con cá lớn mà nó ở thì ra thường là những cái con cá nhỏ nó cũng ít có nào nó xen, nó ở chung lắm. Đây nè, đây nè, mình mới thấy một con cá thật rất là lớn, nó quợn trong nó lại nè. Các bạn chịu khó để ý nha, mình ấy zoom lại cho các bạn coi, tại cũng hơi xa. Nó từ đây ra đó nó khoảng chừng 8 mét đó. Các bạn thấy nó đội rau nhút không? Đó 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 đó, các bạn thấy nó quợn rau nhút không? Nó lên nó đội rau nhút á, xa quá sợ các bạn không thấy hết được, mà mình zoom lại quá thì nó bị nhòe nè. Các bạn để ý nha, khi nào mà mình nói là cái con cá sặc rằn là các bạn để ý này nha. Hiện tại cái con cá sặc bớm á, thì hiện tại mình chưa thấy nó, thì chắc chắn là trong đây cũng có cái sặc bớm đó các bạn, chắc chắn là phải có rồi đó. Nhưng mà hiện tại hồi nãy giờ là mình thấy cũng có một số cái thật sặc rằn già đó, nó quợn đó. Rồi các bạn, đó nó quợn ở trong rau nhút đó, các bạn thấy không, nó giận bụ nó quặn trong rau nhút đó, các bạn thấy không. Thường là cái con cá sặc già này nè là nó lên nó con cá sặc rằn mà nó lên nó quặn đó khi mà nó chưa bể nha các bạn, là nó ruộng nước. Các bạn nên nhớ là nó ruộng nước chứ nó không phải nó lên nó lộn nha, mà nó lên nó ruộng nó làm một cái dòng nước nó xoáy vậy đó, chứ nó không phải nó lên nó lộn nó đưa cái đuôi lên đâu nha. Đó, khi nào nó lên nó lộn nó đưa nguyên cái mình nó lên nó lộn rồi nó xuống thiệt là lẹ, khi đó là con cá nó bể rồi nha các bạn. Còn con cá nó chưa bể là lên nó sẽ quặn, nó sẽ quặn nó lên, nó lên chưa hết, chưa tới mặt nước đâu, nó vừa lên khoảng chừng lưng lưng mặt nước bắt đầu nó quặn một cái là các bạn thấy một luồng nước á, nó xoáy tròn vậy là nó đó, nó không có lung tung. Còn mà các bạn để ý nha, con cá sặc bớm á, con cá sặc bớm là nó lên nó lung tung nó lên, nó quấn móng chấm, nó móng chấm là nước nó văng văng lên á. Các bạn thấy con cá sặc bớm nó lên nó quấn móng chấm, nó nhiều con cá sặc lớn á các bạn, nó quấn móng như cái chấm có mà các bạn không biết, cái tưởng là cái sặc rằn nhưng mà không phải. Các bạn để ý nha, con cá sặc rằn á là khi con nào có bể nó mới đánh cái đuôi lên để dành nó văng nước lên, còn con cá chưa bể không bao giờ nó đánh đuôi nha các bạn. Đó, mình mới thấy đó, con cá sặc rằn nó quặn cá nó không lớn, nó lên nó ruộng một cái rồi nó xuống chứ nó không có đánh văng nước đâu. À, các bạn chịu khó để ý là biết liền à. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đồ nghề nha các bạn. Cái điểm này là cái điểm hôm bữa mình có chia sẻ với các bạn, là cái điểm mà mình nói là trong giữa lòng thành phố á, có đám rau nhút, có điểm câu ở giữa lòng thành phố á. Hôm rồi hôm nay khoảng chừng 3 ngày 4 ngày gì đó, mình ra mình thấy cá nó cũng người ta tạt thuốc, cá nó chết á. Hôm nay mình mới quay lại nè. Mình sẽ cái lỗ này rất là thích hợp nha các bạn. Nó dễ là trong mà ra khoảng chừng 8 mét thôi. Cái tầm này thì con cá nó rất là dạng, thứ nhất thứ nhì mình cũng rất là dễ câu, cho nên là mình sẽ bắt đầu chia sẻ mình câu nha. Rồi đây là xe mới tới dựng xe này nha các bạn, đó mới tới đi một vòng đó. Mình đi đánh ở đây thì mình có sử dụng hai loại dầu nha các bạn, đây là loại dầu nhẹ nha các bạn, các bạn thấy cái màu nó vàng hả, mình sử dụng thêm một loại trung bình nha các bạn. Mình ít khi nào mình sử dụng cái dầu nặng lắm nha các bạn. Dầu nặng khi nào mà mình xác định là mình đánh lần cuối hay là một hai lần cuối á, cái điểm đó mình không thể nào đánh được nữa đó, thì mình mới sử dụng dầu nặng nha các bạn. Cái dầu nặng thì nó sẽ làm con cá bể nha các bạn, cho nên mình những cái lỗ này đó các bạn thấy chỗ nó chạy nó quợn mời quá. Những cái lỗ này thì nó nói chung là mình còn đánh lâu dài cho nên mình không dùng dầu nặng nữa. Đây nè, đây nè, bây giờ cá bắt đầu tới giờ nó quợn nha. Bây giờ các bạn nhìn nè ha, đây để mình quay lại các con cá rằn nó quặn cho các bạn coi nha. Bây giờ để mình ngưng lại bạn nha, nắng quá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình làm xả mồi nha các bạn, xả mồi chút xíu nha các bạn. Như mình thường nói với các bạn á, là mình sẽ đánh ba lỗ,
một lỗ thì ở ngay trung tâm ấy luôn, ngay trung tâm cái lỗ trống đó nha các bạn. Mà các bạn nên nhớ là chúng ta quýnh ở cái lỗ trống đó thì không có quýnh dầu nha các bạn. Tại vì các bạn biết tại sao mà mình khuyên các bạn quýnh ở cái lỗ trống là không quýnh dầu không? Tại vì trong cái dầu á, trong cái dầu vụ này nó có cái dầu, có cái chất mỡ các bạn. Khi con mình bỏ xuống ở những cái lỗ mà những cái lỗ trống á thì cái dầu nó sẽ loang ra. Hầu như cái này là những anh em đi câu cá sặc hình như ai cũng biết. Các bạn bỏ ở những cái lỗ trống thì cái dầu nó loang ra. Nó loang ra thì nó không có gom con cơm con cá được các bạn. Con cá nó sẽ nghe mùi dầu và nó sẽ chạy loạn theo cái mùi dầu của mình á, nó đi loang ra. Con cá nó không gom được. Bây giờ mình sẽ đánh trước cái lỗ một cái dầu này. Đây là cái dầu nhẹ nha các bạn. Đây, các bạn nè, để mình làm thử cho các bạn coi ha. Bạn lưu ý ha, cho chút ít thôi. Cái này là mình có cái chai nhưng mà cái chai mình để rớt mất, để bữa đi câu rớt nguyên cái vỏ mất tiêu luôn. Mình sẽ cho khoảng chừng 3 giọt thôi nha các bạn. Các bạn nên nhớ là mình quýnh dầu nhẹ thôi. Những cái điểm mà các bạn muốn quýnh lâu dài là các bạn chỉ nên sử dụng cái dầu nhẹ thôi, không nên sử dụng dầu nhiều, không dầu nặng nha các bạn. Đây, đây là cái dầu ha. Mình quýnh dầu này dầu nhẹ. Mình sẽ quýnh thử một cái lỗ này cái. Tại vì mình thấy cái bầy cá này nó cũng đang có dấu hiệu là nó muốn di chuyển nha các bạn. Câu cái sặc này nó rất là nhiều cái kinh, đòi hỏi kinh nghiệm các bạn. Mình nhìn con cá là mình phải biết khi nào con cá mà nó muốn di chuyển đó, các bạn dễ biết lắm. Mà khi con cá nó di chuyển ra có nghĩa là nó mình câu nó cũng, nếu mà mình biết nó mình dễ câu lắm, mình đón đầu nó là mình câu được hết rồi. Đây nè các bạn thấy ha, tuyệt quá. Hôm nay không có cái nó nắng quá cho nên là mình không có đem cái lại cái đường bờ nó ngắn quá, mình không ấy được cái điểm cho các bạn coi. Mình quay mượn ngược mặt cho nên là không phóng được. Gom cái điểm này. À, cái lỗ hiện tại cái bầy nó đang nằm ở ngay cái vị trí này nha các bạn. Nó đang nằm ở cái vị trí lớn nhưng mà đây nè, các bạn thấy ra cái chỗ mình đón đầu này nha. Ở đây nó có cái dấu hiệu của cái bầy, của bầy cá nó đang di chuyển đây nè các bạn. Đây nè. Cái lỗ này các bạn thấy nè, đó. Nó có quýnh móng nó thấy không? Đó các bạn thấy không? Có mấy cái lỗ lớn này nó đi quýnh móng này đây nha. Đó là con cá nó đang có dấu hiệu nó di chuyển từ chỗ cái khe này qua đây nha. Bây giờ mình sẽ quýnh ngay giữa đó. Mình sẽ chặn đầu và mình quýnh cái con cá mà nó muốn đi qua đi lại đó các bạn. Bạn lưu ý ha, các bạn đừng có sợ gì cho con cá nó không có nhát đâu. Cái sặc mà nó động á, động thì nó mới gom nha các bạn. Các bạn đừng có sợ gì chứ. Rồi bây giờ mình sẽ đánh cái mồi này nha các bạn, cái mồi chứng kiến không này. Mình sẽ không quýnh chứng kiến không không có dầu nha các bạn. Ở cái lỗ này là mình quýnh ngay cái trung tâm của lỗ luôn, là mình
tránh cái con cá là nó sợ mùi dầu nha các bạn. Tại ở đây cũng rất là nhiều anh em câu rồi, cho nên mình chỉ quấn chín không ở cái lẩu, ở cái lẩu trống này luôn, để cho con cá nó muốn ăn cái nào nó muốn, nó có hai lựa chọn. Bạn lưu ý nha, mình đừng ở giờ đánh ngay chính giữa nha, mình đánh hai đầu nữa. Cá nó vô ổ nhiều lắm nha các bạn. Cái điểm này quýnh tối là hết bài luôn các bạn. Giờ mình câu là mình câu vậy thôi chứ mình không có câu, không có mê câu ngày các bạn ơi. Tối các bạn, mình sẽ quýnh cho các bạn coi cái lỗ này. Tối mình sẽ quýnh, mình sẽ làm thêm một cái clip tối nữa. Cái clip ngày thì mình sẽ làm hết cái clip này, còn tối nay mình sẽ quay lại cái lỗ này. Đó, các bạn thấy cái con sặc rằn bự nó lên nó quấn móng không, cái lỗ trống đó các bạn thấy không, mới vừa thấy trong đó, nó lên nó quặn đó. Cá lớn nó quặn dễ biết lắm nha các bạn. Cái lỗ này nó quấn đây nè, cái lỗ mình cũng mới về xong rồi nó cũng mới quấn móng cái bự quá trời này. Vậy cá lớn nó đang ở đây rất nhiều nha các bạn. Dù giết đầy đủ rồi mình sẽ câu đàng hoàng lại, mình sẽ xả giò mồi mới lại. Bấm các bạn ơi. Móc thêm vài cái trứng kiến eo nữa, trứng kiến nhuyễn nữa nha các bạn, móc vô cho con cá nó dạng ăn hơn nha các bạn. Các bạn đừng có vũ nha, cứ cậy nó, cứ để vậy nè, cứ để cho nó để xỉa ra ngoài vậy đó, thì con cá nó tạo cảm giác nó hấp dẫn hơn nó hơn.
đèn thui luôn. À, mai là chụp kịp chứ không thôi là xong phim nè. Rồi tiếp tục thôi. Mình móc chứng kiến các bạn cứ móc về nha, đừng có móc hết. Các bạn cứ móc về là khi khi mình bỏ chứng kiến xuống cái lỗ á, là những cái phần chứng kiến thừa á, nó sẽ rớt ra. Nó rớt ra thì những con cá, chắc chắn là những con cá sặc là nó sẽ lao vô nó ăn. Và nó ăn hết cái phần này thì cái phần mà cái còn cái chứng kiến mà mình móc nó còn dính trên lưỡi á thì nó hớp sẽ dạng hơn nha các bạn. Các bạn đừng có sợ là cục mồi bự quá là con cá nó nhát, nó không có nhát đâu. Mình làm như vậy là khi những cái phần chứng kiến mà nó còn nó bấu dưới đây mà nó không có móc với cái lưỡi á, nó sẽ rớt ra ngoài, bỏ xuống dưới đó là nó sẽ rớt ra. Rớt ra thì con cá sặc nó sẽ lại nó ăn những cái phần thừa ra, rồi cái cục mà của mình á thì nó cũng ăn nó dạng hơn. Rồi bây giờ mình sẽ quay qua lẩu cho. Các bạn, lỗ này nãy giờ quýnh cũng được ba con rồi nha các bạn. Bây giờ mình thấy cá hình như nó hơi bị đứng, cho nên mình phải dụ thêm ít mồi nữa nha các bạn. Nãy giờ lâu quá chưa xả lại các bạn ơi. Bây giờ mình phải xả lại chút nữa. Ít dầu thôi nha các bạn, nhớ nha, cái lần thứ hai này mình xả dầu ít thôi, mà đừng xả nhiều quá nó dễ bể lắm, một giọt hai giọt thôi cho nó có hơi cái mùi thôi được rồi. Không biết các bạn thấy rõ không không? Nè các bạn. Một mớ cá ngon rồi nha các bạn. Cá đen thui luôn. Đã không? Cá này chắc cũng cỡ khoảng 7-8 con ký rồi các bạn. Trời giờ cỡ này hiếm lắm. Rồi, bây giờ mình sẽ gom cái lỗ lại. Mình hồi nãy giờ mới dạ xả dầu nè các bạn. Các bầy cá nó cũng đang bắt đầu gom. Để mình gom cái lỗ lại. Đâu mất cái lỗ rồi. Mình sẽ gom cái lỗ lại cho các bạn coi ha. Anh em coi cái lỗ chơi cái phao nó hấp dẫn nhất là mình nhìn thấy cái phao nó ở đâu rồi, cái lỗ mình tại sao không thấy cái lỗ, không định gì, không định hình được cái lỗ. Cá ăn nha các bạn,
quá các bạn ơi. Trưa nắng là nó ăn mạnh quá. Trưa nắng là cá nó ăn mạnh. Cái này mà lẩu này phải tối nó ăn còn ngon, còn mạnh hơn các bạn ơi. Rồi. Quá các bạn ơi. Đây, để cho nó dễ cho anh em coi chơi ha. Công cần luôn đó nha các bạn. Lâu lâu được vậy mà nắng quá. Đây nè nha các bạn. Nay câu nói chung là được mớ cá cũng ngon thôi. Mà thấy nãy giờ nó nhát quá. Nó muốn trao rồi nha các bạn. Nãy giờ thấy bắt đầu cái bầy cá nó di chuyển rồi. Chắc bầy này vẫn quýnh được như đây thôi. Chiều ra quýnh tiếp các bạn ơi. Giờ trời cũng đang chuyển mưa rồi. Chuyển đen trời hết rồi. Để coi tối nay nếu mà không có mưa thì ra quýnh đêm. Cái lỗ này quýnh đêm là rất là tuyệt vời nha các bạn. Cá này, cái rau nhút này quýnh đêm là nó không có cá bớm nha các bạn. Rồi, tiếp tục thôi các bạn ơi. Quýnh tối thôi các bạn ơi, quýnh ngày cá ăn là mới có mấy con là hình như nó muốn ê rồi. Sảy rồi. Đây, tiếp tục nha anh em. Tay chân quay của mình nay nó bị tụt ốc và khó làm, mệt quá.
sập bớm. Hoàng mạng cho nhỏ quá các bạn ơi. Quá các bạn ơi. Vừa nắng rồi các bạn ơi, giờ cá nó cũng đứng hình rồi, có thấy quận như nãy rồi các bạn. Này các mình rút ra đi về, có gì nhiều nơi mình ra mình thử các bạn ơi. Bây giờ nó hết ăn rồi, chưa nắng rồi, bây giờ là mấy giờ được biết, 1 giờ rồi các bạn ơi, 1 giờ rồi, 1 giờ là cá nó đứng hình rồi. Cá này muốn ăn, muốn nó ăn lại chắc cũng khoảng 3 giờ, 3 giờ mình câu mình ra, 3-4 giờ gì đó mình ra mình quýnh khoảng chừng 8-9 giờ thì mình về rồi các bạn ơi. Giờ này là thua, nắng quá cá nó cũng đứng nha các bạn. Rồi, để mình kiểm tra là coi nãy giờ câu được nhiều ít rồi. Chưa nắng quá câu cũng hết được rồi các bạn ơi, nắng quá chết không còn, chết đỏ luôn. Câu nãy giờ không biết được mấy con, mấy mớ sập bớm rồi. 2 2 4 6 con các bạn ơi. Được 6 con, chết hết con rồi. Mấy cây sặc bớm rồi, ở đây đủ kho tiêu rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ là 1 giờ rồi, mình ra hồi lúc 12 11 giờ mấy, 11 lúc đó chắc cỡ khoảng 11 giờ, mình ra cỡ cỡ 11 giờ. Bây giờ là 12 giờ 1 giờ rồi các bạn, câu cũng hơn 2 tiếng rồi. Cá giờ đây nhát quá các bạn, câu chút xíu rồi là các bạn thấy đó, nãy vô mình vô cái điểm, mấy cái lỗ này nó quặn ghê không, bây giờ nó im ru hết rồi đó. Vậy cá này giờ chỉ có câu tối nữa các bạn, cái lỗ này là quýnh tối là cực kỳ ngon nha các bạn. Bây giờ mình canh, mình không dám động nhiều, bây giờ mình câu như đó thôi, bây giờ mình động mình mà quýnh dầu nữa là tối nay không đánh được đó các bạn. Bây giờ mình giờ chừa cho nó khoảng chừng 4 tiếng đồng hồ để tiều tối ra mình quýnh mấy cái lỗ này, quýnh cái dầu, quýnh dầu nha. Rồi chào tạm biệt, chào anh em nha. Rồi, hẹn các bạn tối nay mình sẽ gặp lại. Đây là các bạn, cái lỗ này là mình quýnh có một lỗ dầu thôi các bạn, một lỗ dầu trung, dầu nhẹ thôi, mình chưa quýnh dầu nặng, tại vì bầy cá này nó mới bắt đầu gom thôi, mình không có quýnh dầu nặng. Rồi chào anh em nha. Rồi anh em nếu mà chiều tối nay, nếu mà đi được, tại vì sợ chiều mưa, nếu mà đi được thì chiều nay mình đi, cho mình sẽ tiếp tục quay tiếp cho anh em coi ha. Nhiều đây về kho tiêu đủ ăn rồi. Rồi, chào anh em nha.